Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Liên Xe Cấp. Đây cặp cầm CD dành cho anh em gắn xe 67 đây. Bữa giờ có một cặp trong bịch. Rồi giờ mới mồi ra được các bạn. Hàng chôm chía các bạn. Trời ơi. Mồi ra một cái là chôm liền luôn. Một cặp duy nhất CD nha, cầm CD dành cho anh em lên xe 67. Rất là đẹp, có tay thắng cho tay con đầy đủ nha. Đó, mới chát luôn nè. Giờ dịch về hơi khó khăn, mua đồ cũng khó khăn nữa các bạn. Có cái nào đẹp đẹp là lo chôm liền, không để thằng khác nó chôm mất. Mình thấy hàng đẹp là mình chôm liền. Bữa có mấy anh em hỏi cặp cầm CD đó gọi lại nha, tại mình không lưu số cho nên cũng không nhớ là anh em nào gọi. Anh em coi thấy video gọi lại giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Rất là đẹp nha anh em. Đó, dây nhựa đầy đủ nè. Đó, dây nhựa đầy đủ, dây điện đầy đủ. Rồi, số điện thoại. Vì dịch bệnh cho nên chuyển khoản là ship bưu điện các bạn, hoặc là ship Grab gì đó. Không ưu tiên tới nhà mua lắm. Còn anh em nào ở gần, nếu không ngại thì cứ ghé qua mua nha các bạn. Nhớ là đi tuân thủ nguyên tắc 5K nha. Tuân thủ nguyên tắc chính phủ. Cảm ơn tất cả các bạn.